cục 7.1 mạng neuron tích tập sâu là AlexNet. Mặc dù đã trở nổi tiếng nhất cộng đồng thị giác máy tính và học máy tính sau khi LeNet được giới thiệu, mạng neuron tích tập chưa lập tức thống trị lĩnh vực này. Dẫu LeNet đạt được kết quả tốt trên tập dữ liệu nhỏ, chất lượng và tính khả thi của việc huấn luyện mạng tích tập trên một tập dữ liệu lớn và sát thực tế hơn vẫn là một câu hỏi. Trên thực tế, hầu hết trong khoảng thời gian từ đầu năm 90 cho đến năm 2012, với những thành tựu mang tính bước ngoặt, mạng neuron tích tập thường không sánh bằng những phương pháp học máy khác như máy vector hỗ trợ tên là SVM. Với thị giác máy tính, phép so sánh này dường như không công bằng. Nguyên nhân là do giá trị đầu vào của mạng tích tập chỉ bao gồm các giá trị điểm ảnh thô hoặc đã xử lý thô bằng phương pháp mà định tâm mạch là centering. Và kinh nghiệm cho thấy những giá trị thô này không bao giờ nên dùng trực tiếp trong các mô hình truyền thống. Thay vào đó, các hệ thống thị giác máy tính cổ điển dùng những pipeline, tức là các cái dây chuyền trích xuất đặc trưng một cách thủ công, thay vì học các đặc trưng được tạo thủ công trích xuất đấy, không học. Hầu hết những tiến triển trong ngành đều đến từ những ý tưởng thông minh hơn trong tạo đặc trưng và ít để ý tới thuật toán học, tức là mang nhất lợi là kinh nghiệm. Mặc dù cũng đã có các thiết bị phần cứng tăng tốc độ thực thi mạng neuron từ đầu năm 90, chúng vẫn chưa đủ mạnh để triển khai những mạng neuron nhiều kênh, nhiều tầng với số lượng tham số lớn. Ngoài ra, những tập dữ liệu vẫn còn tương đối nhỏ. Thêm vào đó, những thủ thuật chính để huấn luyện mạng neuron bao gồm khởi tạo tham số dựa trên thực nghiệm. Các biến thể tốt hơn trong quá trình hạ gradient bỗng nhiên là stochastic gradient descent hoặc hàm kích hoạt không ép non-squatting activation function và thiếu các kỹ thuật điều chuyển hiệu quả. Vì vậy, thay vì huấn luyện các hệ thống đầu cuối từ điểm ảnh đến phân loại, các pipeline cổ điển, tức là các dây chuyền cổ điển, sẽ thực hiện các bước sau. Thứ nhất, thu thập dữ liệu tập đáng chú ý. Ngay trong những ngày đầu, các tập dữ liệu này đòi hỏi các cảm biến tất tiền ra ảnh có một triệu điểm ảnh, được gọi là tối tân nhất thời điểm đó. Tiền xử lý dữ liệu với các đặc trưng được tạo thủ công dựa trên kiến thức quang học, hình học, các công cụ phân tích khác và thi thoảng dựa trên các khám phá tình cờ và cứu sinh. Tức là mà tính kinh nghiệm thôi, heuristic. 3. Dựa đưa dữ liệu qua bộ lọc trích lọc đặc trưng tiêu chuẩn như là SIFT hoặc là SURF hay bất kỳ pipeline nào được tinh chỉnh công. 4. Sử dụng các kết quả biểu diễn để huấn luyện một bộ phân loại ưa thích, có thể là mô hình biến tính hoặc là phương pháp hạt nhân. Tức là Kerner method ấy, kiểu này, nó có nhảy bước một từ bước một trong mục trước ấy nói. Khi tiếp xúc với những nhà nghiên cứu học máy, ta sẽ thấy họ tin rằng học máy không những quan trọng mà còn phải đẹp. Bởi vì có nhiều lý thuyết tinh vi được đưa ra để chứng minh các tính chất của nhiều bộ phân loại. Và cứ như vậy, lĩnh vực học máy ngày càng lớn mạnh, nghiêm ngặt và hữu dụng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu có dịp thảo luận với một nhà nghiên cứu thị giác máy tính, thì ta lại có thể nghe được câu chuyện rất khác. Họ sẽ nói rằng sự trần trụi trong nhận dạng đặc trưng ảnh là sự trần trụi trong nhận dạng ảnh là đặc trưng mới mang tính quyết định chất lượng chứ không phải thuật toán học. Những nhà nghiên cứu thị giác máy tính thời kỳ đó có lý do để tin rằng chỉ cần một tập dữ liệu hơi lớn tí, sạch hơn hoặc có một pipeline chính xác tốt hơn một chút sẽ có ảnh hưởng lớn đến bất kỳ thuật toán học nào. Cái lý thuyết chung nhé. Đây là một sao.